Vừa thưởng thức ca khúc Bóng cây cơ nia, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Và điều đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay đó là ca khúc này được thể hiện bởi giọng ca của ca sĩ Tánh Linh và tiếng đàn tơ rưng của nghệ sĩ Hồ Nga. Nghệ sĩ Hồ Nga thì là một trong những nhân vật mà Phương Nguyên rất ngưỡng mộ vì có thể chơi được rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau và cũng đã đi trình diễn ở hơn 50 quốc gia trên thế giới để mang
những nét đẹp của nhạc cụ dân tộc Việt Nam ra các bạn bè quốc tế. Không biết là chị Mỹ Hạnh có cảm nhận như thế nào khi mà được lắng nghe ca khúc Bóng Cây Cơ Nia trên nền của tiếng đàn tơ rưng ạ? Phải nói là tôi cũng rất là xúc động bởi vì cái cách thể hiện rất là đặc biệt của cái ca khúc này. Một cái hình tượng rất là đẹp về người phụ nữ. Và ở đây chúng ta đều biết là khi mà nói về phụ nữ thì mình có hai cái góc độ mà mình rất là hay đề cập đến. Thứ nhất là cái vẻ đẹp về thể chất, cái thứ hai là vẻ đẹp về tinh thần. Thì vẻ đẹp thể chất là một cái bộc lộ ra ngay bên ngoài, người ta có thể nhìn thấy luôn. Nhưng những cái vẻ đẹp tinh thần như là cái tâm hồn, tính cách, những cái tình cảm thì nó luôn luôn ẩn giấu ở bên trong. Và cái đó thì nó đã được thể hiện ở trong cái tác phẩm Bóng Cây Cơ Nia của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Thì trong cái tác phẩm này, cái hình tượng người phụ nữ ở đây nói đến, nhắc đến, tác giả nhắc đến là có người mẹ và người vợ. Hai người đang có một cái tình cảm rất là son sắt, chung thủy. Và cái tình cảm này thể hiện đối với cái người đi xa là người con, là người chồng và có thể là đang chiến đấu ở nơi xa. Thì ngoài cái mà tình cảm chung thủy ra thì người ta còn đề cập đến một cái sự gọi là hy sinh. Bởi vì là chung thủy như vậy, nhớ con, nhớ chồng như vậy, nhưng cả hai người phụ nữ đều không đòi hỏi là người con, người chồng phải trở về bên mình, mà sẵn sàng là theo, tức là hướng theo cái cuộc chiến và hướng theo cái hình ảnh của người con trai như vậy. Thì tôi thấy đây là một cái sự hy sinh rất là lớn. Cái đó chính là cái vẻ đẹp bên trong, cái vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam.